cơ bản bản chất của blockchain, nó một cái blockchain là như thế nào ha. Thì ở trong Ethereum này nó có rất là nhiều cái đặc biệt mà mình cũng muốn nói luôn, sẵn tiện mình nói luôn cho các bạn biết. Đó là ví dụ như bạn sẽ thấy là trên 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 thị trường các bạn sẽ thấy là có hai token, đó là ETH và ETC. Thì ETC là gì? ETC là Ethereum Classic. Thì cái version ngày xưa sơ khai ban đầu nó chạy ra nó là Ethereum Classic. Đó. Sau một thời gian người ta phát triển, người bạn biết mà những cái gì ở trong blockchain thì không thể thay đổi được, thì bạn muốn thay đổi là bạn phải update một cái thứ mới lên. Thì từ cái chuột code đó người ta fork ra feedback ra đó, giống như feedback vậy đó, tạo ra một cái nhánh, phân nhánh ra. Thì cái nhánh mới này nó sửa lỗi, nó update thêm những cái thứ mới, thì đồng thời cái code cũ nó vẫn chạy, vẫn có những cái người họ chấp nhận, họ sử dụng cái code cũ, và có những cái số người họ chấp nhận sử dụng cái code mới, code bay mới. Thì từ đó sẽ sinh ra hai nhánh, một nhánh là Ethereum Classic ETC, một nhánh mới hơn thì nó vẫn tên là Ethereum ha. Nhánh mới thì người ta vẫn quyết định giữ tên Ethereum, còn nhánh cũ hơn thì người ta đổi tên lại thành Ethereum Classic. Cái đó là khái niệm fork ở trong blockchain. Thì các bạn lâu lâu các bạn sẽ thấy là tại sao Bitcoin cũng có một cái bản fork, từ ai đang giữ Bitcoin tự nhiên cái sẽ có từ được airdrop một cái đồng Bitcoin gì gì đó fork ra từ Bitcoin. Hoặc là cái vừa rồi cũng có, nghĩa là vừa rồi khi mà Ethereum chuyển từ proof of work qua proof of stake thì nó cũng sản sinh ra, nó cũng là một bản fork qua proof of stake. Thì Ethereum thì hiện tại nó vẫn là Ethereum thôi, nhưng mà cái bản proof of work cũ thì nó sẽ chuyển thành là ETHW ha, ETHW, nó chuyển ra cái đồng ETHW. Thì những ai mà đã giữ token, giữ được cái token gọi là native token Ethereum á, ETH á, thì sẽ được, sau cái bản fork đó thì ở bên cái chain cũ họ vẫn sẽ có được cái số lượng token y như vậy. Như ngày trước khi cái bản fork xảy ra, bạn có 5 ETH. Thì sau cái bản fork đó xảy ra, bên Ethereum cũ nếu bạn chưa xài nha thì bạn vẫn có 5 ETH. Đồng thời bên cái chain của ETHW bạn vẫn có 5 ETHW. Đó, đó là như vậy. Đó là một cái khái niệm sơ sơ về Ethereum và những cái bản fork. Rồi, hy vọng là sau video này các bạn đã có những khái niệm ngắn gọn nhất về sự khác biệt giữa Bitcoin và Ethereum. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau mình sẽ tiếp tục đào sâu hơn về smart contract và làm thế nào để viết được một cái smart contract ở trên Ethereum ha. Xin chào, hẹn gặp lại.